Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Thằng Nóng Lazada. Và ngày nay mình có một kiện hàng đến từ Last Mall của Lazada. Và hãy xem là cái sản phẩm gì á, và có nên mua hay không nhá, ok. Rồi, như vậy chúng ta vừa trải qua sale sinh nhật của Lazada 11 năm tuổi. Và ngay sau khi chương trình là sale của Lazada sinh nhật kết thúc thì chúng ta sẽ đến với một chương trình sale nữa, đó chính là sale chính hãng của Lazada Last Mall Sale 15 tháng 3. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 3 đến hết ngày 17 tháng 3. Rồi, các bạn lưu ý về chương trình này nhé. Từ khoảng thời gian từ 0 giờ đến 2 giờ sáng ngày 15 tháng 3 thì có diễn ra chương trình săn deal chính hãng 100% và giảm đến 50% toàn các dàn hàng. Và sẽ có các voucher giảm giá đến 100k cho các sản phẩm ra dương chương trình. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái chương trình hoàn tiền max lên tới là 300k, voucher tích lũy là 400k, phí ship max, miễn phí vận chuyển và một rất nhiều các chương trình ưu đãi khác. Chi tiết về chương trình sẽ có ở bên dưới phần mô tả của video các bạn nhé. Rồi, quay trở lại với kiện hàng ngày hôm nay thì đúng là một cái sản phẩm từ Last Mall luôn anh ạ. Đó là từ Boss Optical Store. Có thể nói rằng đối với anh em yêu thích về kỹ thuật thì Boss nó là một cái thương hiệu gì đó rất gì về nền nọ luôn anh ạ. Đây là một cái nhãn hàng đến từ Đức và các sản phẩm của họ hết sức là xịn sò luôn anh ạ. Nói chung hàng của Boss thì nói chung là vô địch rồi, từ ô tô, kim khí rồi dụng cụ cầm tay thì mình nghĩ rằng Boss là trong những cái nhãn hàng tốt nhất luôn. Ngày nay thì mình có một em máy mài gấp của Boss GS060. Con này thì thật sự mình cũng đã thích từ rất lâu rồi. Hiện nay thì mình máy mài thì mình cũng có mấy con nhưng mà toàn dùng hàng nhái rồi anh ạ. Thật luôn này, toàn dùng hàng nhái. Hôm nay mình mua hàng xịn của Boss xem như nào nhé. Trong đời ít nhất phải dùng cái hàng xịn một lần chứ. Rồi, con này thì mình mua cũng được khuyến mại khá nhiều từ Lazada nhé. Có tận đến mức 500k thôi. Cái này chính hãng của nó đang bán giá là 875k nhé. Chi tiết về sản phẩm này sẽ có bên dưới phần mô tả video, anh em có thể bấm vào xem. Còn mình mua thì hết chỉ có 316.000 thôi, là chính hãng của Boss. Đây, đó. Mình mua thì mình có thể anh em chỉ khó săn voucher tích lũy này, mã giảm giá này, free ship hoặc voucher hoàn tiền ấy sẽ có được 3 lần giảm giá khá là nhiều nhé. Đây là một trong những chiếc máy bán được khá là chạy ở trên Lazada. Đó, hàng chính hãng mà anh em yên tâm. Sẽ có bảo hành điện tử các kiểu, tí nữa mình sẽ mở ra cho anh em xem nhé. Đây là video quảng cáo của hãng này. Đó, hàng Boss Đức. Xịn. Dùng hàng này thì bảo đảm anh em quên xấu luôn anh em, không bao giờ bị kiểu nóng máy rồi nó bị mùi khét các kiểu, chỉ có hàng nhái mới bị thôi, còn hàng chính hãng thì yên tâm. Đó, mình có thể cắt, mài, làm rất nhiều thứ. Dùng một cái máy mài gốc này là một trong những dụng cụ mà chúng ta rất là cần, nên là mình quyết định đầu tư một con máy Boss. Đó, 060 nhá. Thông số của nó đây. Con này hình như là có 60W anh em, 060 tương là ở đâu? Của nó là 670W anh em ạ. Không phải là 670W. Ok, bây giờ mình sẽ sạch ra để kiểm hàng nhá. Để xem Boss đóng gói cho mình như thế nào nào. À, chính hãng này bọc chất phết anh em. Có một lớp túi chống sốc ở ngoài, dưới có TNC Rigfix này. Nhãn đây. Boss hàng Lazada này. 316.000 nha anh em. Lưu ý anh em là hàng Boss thì nó có hàng giả, hàng nhái rất nhiều. Nên anh em tốt nhất là nên mua gian hàng chính hãng Last Mall nha anh em, cho yên tâm. Mặc dù giá thì nó có thể nó sẽ cao hơn một chút đấy, nhưng mà đảm bảo cho anh em về cái chất lượng, nguồn gốc xuất hàng hóa. Boss mua hàng Last Mall anh em biết là tổ chất như nào rồi đấy. Wow. Wow, đẹp vậy anh ạ. Đây là Boss là có gì không? Ồ, không rắn siêu nha anh em. Không có siêu. Đây, có một cái tem Origin này, chính hãng mới có cái tem này gì vậy? Hàng giả hình như họ không dán này đâu. Đây, có cả tem nhập khẩu nữa này. Đó. Lô này lô tháng 11 năm 22 nhá, GS060 này. Cho anh em xem kỹ hộp để khi mà mình mua cái hàng nhái anh em phân biệt nhá. Nhìn thấy là có cái tem này này, tem dán rất là khác. Nhìn cái chữ của nó rất là sắc sảo luôn. Hộp thì không có siêu luôn nhá. À đây, có siêu anh ạ, có siêu. Có siêu Origin này này. Đấy, nó chém gió, bốt chỉ chết đấy, có một cái tem Origin đây này. Thực ra Origin mình vẫn rẻ ít con này, phá siêu nhá. Đây, anh em có rạch ra thì nó có siêu này. Siêu của Boss nhá, Oregon. À, xem rồi. Cái hộp khá là nhẹ thôi anh ạ. Ở trong chúng ta sẽ có thêm một thẻ bảo hành như vậy. Một thẻ bảo hành, có luôn cả mã QR. Nhưng mà trên này không ghi gì anh em ạ. Đó, hình như là mình muốn bảo hành này mình sẽ kích hoạt bảo hành tin nhắn điện tử ra anh ạ. Đó. Hàng Boss. Ok, ui. Đúng là cái hàng xịn, tôi nhìn thấy nó khác hẳn với cái hàng nhái tôi đang dùng ạ. Nhìn cái nắp chụp của nó này, nhìn nó cầm nó sắc sảo một cách đẹp luôn đấy nhỉ. 100 này, rất đẹp. Cái ốc của nó nhìn cũng sắc, đúng là tiền nào của đấy rồi. Này, đến cái mở đá này cũng xịn này, nhìn nó hàng nó ra công rất sắc luôn nhá. Đó, ôi trong chúng ta có một quyển sách dày cộp luôn, có biết rồi, một quyển sách dày cộp của bố luôn anh ạ. Không biết có tiếng Việt không, có tiếng Việt nha anh em. Rồi, hàng chính hãng mới có quyển này chứ còn hàng nhái thì người ta không bán cái đấy đâu. Rồi, như vậy là sẽ hàng chính hãng chúng ta sẽ có cái một cái hộp
có siêu này, có cái tem này nhá. Cái tem này có cái mạ bạc gì của nó này. Chắc là bạc number anh ạ. Có chất liệu hộp giấy bình thường thôi. Hộp cũng không xịn lắm đâu. Đó. Đầu tiên mình cầm một đây, nó có một cái tem nhập khẩu nữa này. Đó. Hộp thì nó làm giả được nhá, nhưng mà những cái tem này mình nghĩ rằng anh em nhìn kỹ anh em sẽ phân biệt là khác cái hàng nhái này. Nó sẽ có cái bạn này, trong không gì, cái sách cũng dẫn về cộp này. Hàng nhái không bao giờ người ta in cho bạn quyển này đâu. Đó. Phụ kiện này. Cái này của nó này. Đó, nó khác 100 nhá. 100 đấy tức là cái cỡ đá mình dùng nhá. Này, nhìn sắc sảo. Cái mổ chuối của nó nhìn cũng chắc. Rồi, cái bên nhân vật chính. Ui. Cầm xuống luôn anh ạ, xuống kinh dị luôn. Rất đẹp, chất lượng rất đẹp luôn anh ạ. Cái nhựa của nó nhìn không bị dại nhá, mà nó có độ bóng rất là đẹp luôn này. Nó bóng kiểu sơn, cái lớp sơn nó rất đẹp luôn, cầm rất sướng anh ạ. Rồi. Thêm một cái đặc điểm mà hàng chính hãng đó là chúng ta sẽ có cái tem cào này. Đó, tem cào nhá. Tem cào luôn. Đây có mã cào này. Đó, chứng chống giả này. Cái bạc của nó này, cái bản nhãn của nó này, nó sẽ có thêm một cái lớp phủ như, gọi là như là cái bọc đề can ấy. Nó sẽ có một lớp bọc đề can này. Đó. Có cả số máy này. Đó, mã của nó này, mã QR này, sản xuất tại Đức nhá. Hàng bốt là bốt Đức chứ không phải bốt Malaysia nha anh em. Đó, nhiều bốt lắm, bốt nhiều lắm anh em. Đây, anh em nhìn cái vỏ máy này. Đây nó là có cả cái mã của nó này, PA6 không biết là mã nhựa hay mã gì mình biết mà cầm. Đầu tiên là cái nhựa nó cầm rất là sướng, nó có độ bóng này. Tán dùng hàng nhái đầu tiên tôi dùng hàng xịn tôi thấy nó khác bọt kinh dị luôn. Trên này thì nó sẽ sơn phủ một cái lớp nhũ bạc thì vậy. Nhũ bạc nhá. Đó. Cái nút này nó sút còn, ui nó có độ đẩy sướng lắm anh ạ. Cái hàng bình dùng nó không bao giờ nó được như này đâu. Nó đẩy rất lại cái hàng bình dùng nó cứ phọt phá một phẹt đây này. Nhìn con ốc của nó này. Ốc này ốc 6 cạnh nhưng mà có cả mở được cái răng hai cạnh nhá. Đó, ốc ba kê của nó này. Ốc đấy. Ui. Xịn vãi. Chất liệu nhựa là ABS nhá. Ui, con này chủ than đâu ta? Thế than ở đâu nhỉ? Mình chưa dùng cái mã này bao giờ luôn anh ạ. Ôi dồi ôi. Rồi cho anh em xem ở cái phần mặt đá này. Ơ không tặng kèm đá à? Đây, đây là cái mặt đồng xu của nó này. Để trước mình khi nào mình dùng nhá thì mình sẽ lắp úp ngược cái này lại này. Rồi, lắp đá ở đây. Cái này là hàng mới zin luôn, nó sẽ là như này. Đó, có khi em dùng em sẽ lắp ngược lại này, lắp đá vào đây. Đó, cái đá này nó sẽ chặn cái cốt. Đó. Xong mình kẹp lưỡi ở đây xong nó mình sẽ lắp cái này vào. Ui. Xịn vãi anh em ơi. Trên mặt đá nó còn phải lớp dầu này. Mình ốc pin của nó sáng choang luôn này. Con này 100% dây đồng nhá anh em. Mua ở ngoài thì hàng đa số là hàng dây nhôm mạ đồng chứ kiếm được cái em mà. Dây đồng là chỉ có mình chỉ có 800.000 mua cái máy boss xịn này. Rồi. Đây có chúng ta sẽ có cái tem của nó đây này. Có một tem thôi nhá. Một tem đây. Bên đằng sau này, cái chữ boss này nhìn này. Đây. Mặt này thì người ta không dán đề can nhưng mà nó cũng hơi bong bong này. Hàng chính hãng cũng hơi bong nhá. Rồi, đây là cái công tắc của nó này. Công tắc ngon lắm anh ạ. Đây, gạt đây là chạy này. Ấn vào đây nó sẽ off này. Ui, công tắc đẩy nhá. Này. Bật này. Giữ này. Off là tắt này. Đó. Con này mình chưa biết thấy than thôi nhá. Trên này nó có một cái nhá. Mũi tên này. Tức là cái chiều quay nó sẽ quay theo chiều này. Nó có nhiều chi tiết mà đầu tiên mình sử dụng máy về góc mình để ý nhá, việc cắm điện ta xem đây cho anh em xem dây. Dây của nó ở dưới nó sẽ có một cái dây này, cái này để chống đứt dây đuôi này. Ốc này. Nặng anh ạ. Cầm cái con này nó đầm thay kinh dị luôn. Dây của nó xem. Đây là dây tiêu chuẩn của EU nhá. Này. Cái đầu giác của nó nhìn cũng khác bọt hẳn này. Đây. Con này là mình mua version là tháng 11 năm 22 nhá, còn mới nhá này. Lô của nó 11 năm 22 này. Bây giờ mới tháng 3 năm 2023 nhá. Đó. Dây của nó thì mềm. Nhưng mà nó có độ dai nhá. Đó. Mềm có độ dai này. Cái chiều dây này chắc khoảng 2 mét được vậy. Nó không cứng hay là nó như là cái dây Trung Quốc đâu. Nó cái máy mà mình dùng nó dây nó rất là to, nó dày nó bản. Cứng nó. Cái hàng hãng này nó mỏng dính này. Bây giờ tôi sẽ cắm điện thử xem nó kêu cái tiếng máy như nào nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện này. Ui. Cái mặt này nó do tay mình dính cái dầu nó bẩn thế này không sao. Dây rất dài luôn này. Dài ngoằng luôn. Ui, cắm điện thử đã. Cắm điện nhá. À, chúng ta nghe cái tiếng động cơ của boss. Nào bật chạy nè. Ui. Anh em nghe tiếng đó. Mình gạt đây để giữ này. Công tắc của nó rất là hay. Tức là công tắc mình có thể nhấn nhái như này. Hoặc là mình đẩy lên thì nó có cái đất giữ luôn ở đây. Hoặc là anh tắt chỉ cần ở đây này. Đó. Tiếng máy nó gầm rất là khoái luôn. Nghe rất đanh này. Nó không bị tiếng lạo xạo. Mặc dù vẫn mình vẫn nghe cái tiếng bi nó quay các cái cạnh bánh răng nó vào nhau ấy, nhưng mà nó không bị lọc cọc như hàng khác. Nhưng mà có một điều rất tiếc đối với hàng chính hãng này mình thấy đó là chúng ta sẽ không có tay cầm nha anh em. Mặc dù có lỗ M10 đây, Gen 10 chờ đây nhưng mà chúng ta không có tay cầm.
hãng cũng nhận hãng cũng hơi bớt anh em ạ. Cho người ta cái tay cầm người ta phải tiện không? Như vậy là chúng ta chỉ có cái mở đá này, cái chụp này, đây cái chụp mà chị anh em lắp ở đây, đấy nhá, chiều quay nó đây thì anh em sẽ lắp như này để che cái hướng cắt của nó đây, đấy nhá. Cái này của nó cũng nó cái chụp này của nó cũng khác với những cái mình dùng này, nó sẽ có cái gọi là cái răng ở đây này, mọi người nhìn được không? Đây, có cái răng ở đây. Và trên cái chụp này chúng ta cũng có cái răng này. Đó. Thì nó sẽ đảm bảo nó sẽ chắc hơn nhá. Vẫn bắt ốc nhá. Đó. Cái răng của nó này. Ui. Đấy, mình xiết này vào. Nó lắp đá này. Nó dùng đá 100 nhá. Cũng nhận. Cầm thôi đã thấy thích rồi. Mà khi mình bật điện mình thấy nó khoái. Máy rất đầm luôn. Không có tiền nào của đấy đáng đồng tiền nó gạ nghẹn. Thấy cái luồng gió nó thổi ra từ cái khoang này này. Này. Công tắc rất là tiện luôn. Đó. Máy cầm nó không giật tí nào luôn. Ủa. Công nhận hàng bót ngon thật đấy. Quá đã luôn. Để tôi thử lắp cái này vào nhá. Kiếm cái đá lắp vào thử xem nào. Nhưng mà không, mình hôm nay mình không cắt rồi nhá. Tại vì không có phòng thí nghiệm. Đây. Mình có một số các cái đá mà anh em hay dùng này. Ví dụ như đá mài giấy dép này. Đó. Đá cắt mình có một số đá này, đá cắt hải dương này. Các bạn là đá 100 nha anh em. Mình phải dùng đúng đá 100 nhá. Đây này. Phải đúng cỡ đá của nó đá 100 nhá. Đó. Mà trước hết mình sẽ lắp cái bảo vệ này vào trước nhá. Đây chỉ mũi tên đây. Chị anh em lắp ở đây. Cái này phải lắp nha anh em. Không đá mình có thể dùng máy xịn nhưng mà đá nó tăng nhá. Nó xếp vào đây. Đây là ngoài thôi còn không điều chỉnh đâu mình vặn nhé. Cái ốc của nó còn cái ốc của này kìa. Rồi mình sẽ lắp một cái đá vào nhá. Đây. Anh em giữ đây này. Thì mình sẽ tháo được cái đá này ra này. Cái đá của bot thì nó cũng khác hẳn cái đá mình mua ngoài 10.000. Đây, mình lắp được cái đá hải dương này. Đó, bằng sắt nhá. Đây. Nhôm nhá gì. Rồi, anh em ấn vào đây. Cho dùng cái này. Tiếc là nó không cho mình cái tay cầm anh em. Hơi chuối. Khả năng cái máy này bé nên người ta không thiết kế tay cầm vậy. Rồi. Để cắm thử nhá anh em. Đây. Máy mát lạnh không có một cái tí gì gọi là nóng ở đây, mát lạnh luôn, sợ thế máy mát lạnh. Cái loại máy trước mình dùng ấy, bật tí cái này nó đã hơi ấm ấm rồi, cái này nó mát lạnh luôn, không có một tí cảm giác này. Yeah. Lắp này sai sao? Mình phải lắp bên người công tắc này. Đó, xịn thế. Đây, mình phải lắp như này anh em ạ. Mình lắp nữa là sai đấy. Mình phải lắp như này. Đúng không? Nó quay, nó sẽ quay theo chiều này. Đó. Nhông. Sướng lắm. Dùng máy này sướng lắm anh ạ. Đó. Lắp như này mới đúng này. Ồ, ok. Mình bắt kiểu này nhá. Để cắm lại thử chơi phát nữa. Đây là nó có hai chế độ này. Bật chế độ này. Đây là chạy luôn này. Máy lị ngon lành luôn.
Rồi, cái cảm nhận của mình khi mà lần đầu tiên trên tay cầm một cái sản phẩm chính hãng của Boss, nó là rất là phấn khích luôn nhỉ. Cái cảm giác mà cầm một cái con máy của nó, cái cảm giác về độ nặng của nó này, hay là những cái độ gia công về chi tiết cái nhựa của nó cầm cực kỳ sướng luôn. Rồi khi mà mình cắm điện và nghe cái tiếng động cơ ấy, cái tiếng quay của rotor ấy, ui, phê lọi luôn anh ạ. Chỉ có một điều mình cũng thấy hơi đáng tiếc là giá như Boss cho thêm cái tay cầm nữa thì cái chiếc máy này rất là tuyệt vời luôn. Và lưu ý là khi mua máy chúng ta sẽ không được tặng kèm đĩa cắt, đĩa mài đâu anh nhá. Nguyên bộ của Boss chúng ta chỉ có được cái hộp này, sách hướng dẫn này, cái mặt chụp này, cái để mở đá này. Hầu như là cực kỳ tối giản luôn, nhưng mà thật sự cái chất lượng của nó quá ngon rồi. Anh em là nếu chúng ta dùng nhiều ấy, anh em thợ thì phải dùng cái sản phẩm này nhá. Còn nếu mà dùng gia đình ấy, mua cái sản phẩm này cũng được. Ngon, rất là ngon, rất là bền luôn. Rồi một lần nữa, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay, mình nghĩ các bạn nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh và chờ đón các video tiếp theo. Ok, xin chào, gặp lại.